sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn cái dùng thân trong bộ môn kinh dịch lục hào. Thì trước khi vào cái buổi học thì mình cũng có đôi lời chia sẻ với các bạn. Tức là cái thứ nhất là thời gian vừa qua kể từ khi mà mình up những cái clip đầu tiên về dạy phong thủy cũng như kinh dịch miễn phí trên YouTube thì cũng nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của tất cả các bạn. Nhiều bạn nhắn tin cũng như là gọi điện động viên cho mình là thầy dạy rất là cố đồng, rất là xúc tích, rất là dễ hiểu, cũng rất là khoa học. Thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn. Thì chính những cái lời động viên của các bạn chính là động lực để giúp đỡ mình cũng như tạo thêm cái động lực cho mình tiếp tục quay và up thêm các cái clip khác với mục đích đó là phổ biến rộng rãi kiến thức huyền học, phong thủy cũng như là kinh dịch và mình lý cho tất cả mọi người, những người mà ham muốn tìm hiểu và tìm tòi nghiên cứu cái bộ môn này. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều bạn cũng nhắn tin gọi điện cho mình hỏi là thầy có các cái khóa học về online hay không. Thì mình cũng trả lời luôn là hiện tại mình vừa có các cái khóa học trực tiếp tại Học viện Phong thủy Minh Việt ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội, tại Bình Dương, tại Cần Thơ và sắp tới là có thể tại Đà Nẵng. Ngoài ra thì cũng có các cái khóa học online, do đó những các bạn nào mà ở các vùng xa chúng ta không có điều kiện để chúng ta học trực tiếp được thì các bạn có thể đăng ký các cái khóa học online của mình. Sau đây mình xin được đi vào cái nội dung của buổi học hôm nay. Thì cái nội dung buổi học hôm nay nó sẽ gồm có hai cái phần. Bữa hôm trước chúng ta đã học cách an lục thân vào quẻ dịch rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là cả cái lục thân nó gắn với hậu thế thì nó sẽ mang cái ý nghĩa gì, cũng như cách chọn cái dùng thân trong quẻ dịch như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng mục cho các bạn. Thì ở đây mình sẽ không viết trên bảng, mà viết trên bảng thì nó sẽ mất nhiều thời gian, do đó mình sẽ mở sẵn cái file Word, cái file giáo trình của mình luôn, tức là cái tài liệu mà mình đã tổng hợp và sau đó mình đọc thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình luôn từ tiền ha. Các hào trì thế. Hào thế là bản thân, giống như cơ thể của con người, hưng vượng là tốt nhất, làm việc thanh thâm, mưu cầu như ý. Hào thế hưng vượng lại được ngày, tháng, hào đồng, dùng thân sinh hợp hoặc được sinh hợp của một trong những yếu tố trên là như gấm thiêu hoa. Hào thế nếu gặp tuần không, nguyệt phá, hưu tu vô khí là không tốt, lại gặp hình xung khắc hại là hung thêm hung. Thế và ứng tương sinh là tốt, tương khắc tất hung, thế và ứng hòa hợp là cầu sự đều được, thế đồng, thế không là tâm ta không thật, ứng đồng, ứng không là người không thực. Hào thế bị khắc là bất lợi cho bản thân, hào ứng bị khắc là bất lợi cho đối phương. Phù mẫu tri thế. Phù mẫu là thân gian khổ, chủ gian khổ bôn ba, khó có người thừa tự. Bởi vì khi các bạn học thì các bạn sẽ thấy rằng là phù mẫu là nó khắc từ tôn. Do nó phù mẫu tri thế là khó có người thừa tự, là vì thừa tự tức là con cháu, từ tôn chỉ là con cháu, phù mẫu tri thế là khắc từ tôn, do đó người ta nói rằng là khó có người thừa tự là vì vậy. Trong quẻ mặt tai đồng quán vượng sinh, lời về đường văn, tai đồng khắc thế, tất không có vợ hiền, không thọ lâu. Tử tôn tri thế. Tử tôn là phúc thần, là thần vô lo, vô nghi, nên mọi tai họa đều nhẹ nhàng. Nhưng tử tôn cũng khắc chế quán quỷ thì sẽ bất lợi cho việc cầu danh, cầu quan. Quán quỷ tri thế. Quán quỷ là thần lo nghi, nên có việc thì thân khó yên, không bệnh cũng gặp quan. Tài vật thường hay mất, hao tổn, nhập mồ thì càng khó, gặp súng thì tất hóa hiểm. Nhưng cầu danh, cầu quan thì mừng nhất là được gặp quan quỷ tri thế. Thế tài tri thế. Thế là nội trợ, tài là thân tài, tài là nguồn dưỡng mình không thể không có. Hào tài tri thế là chủ tài vinh, nếu gặp tử tôn hào minh đồng hoặc là ám đồng sinh thì lại càng được thân cường, tài vượng, lợi cầu quan, kiện tùng, bất lợi về đường văn, khắc cha mẹ. Thế đồng biển hung là vàng sự hung. Huynh đệ tri thế. Hào huynh đệ là thân cướp tài, hòa phá tài, chủ về làm thương tổn vợ. Gặp huynh tri thế không chỉ không nên cầu tài mà còn đề phòng khắc vợ phá tài. Nếu quán hưng, quán vượng hoặc huynh hóa quán quỳ
thì lại càng hung tai. Đương nhiên trong cái phần này nó sẽ có một số cái thuật ngữ mà các bạn chưa học đến, thì từ từ các bạn cũng sẽ được học đến nên các bạn không phải lo lắng ha. Ví dụ như là hữu tù thì như thế nào, vân vân. Ví dụ như nhập mồ như thế nào, ví dụ như nguyệt phá tuần không như thế nào, thì các bạn chưa được học nhưng mà các bạn có thể yên tâm ha. Từ từ các bạn mình cũng sẽ dạy cho các bạn hết. Đó chính là sáu hào mà trì thế. Tức là cái hào, cái lục thân mà gắn với thế, hào thế thì mình gọi là hào đó trì thế. Ví dụ như khi mình án thể ứng và án lục thân vào, mình thấy rằng là hào thế nằm ở cái hào đó là hào tử tôn, thì mình gọi là tử tôn trì thế. Hào thế mà nằm ở hào huynh đệ thì mình gọi là huynh đệ trì thế. Rồi hào thế mà nằm ở phù mầu thì mình gọi là phù mầu trì thế. Hào thế nằm ở quán quỷ thì mình gọi là quán quỷ trì thế. Đó cũng đơn giản như thế thôi. Tiếp theo sẽ mình sẽ nói đến dùng thân. Dùng thân là gì? Dùng thân là người hoặc là vật mà mình muốn xem. Ví dụ như là mình muốn hỏi là hôm nay tôi có tiền hay không, thì tiền chính là cái mà mình cần xem. Hoặc là tôi thi có đầu hay không, thì cái việc thi đầu chính là cái việc mình cần xem. Hoặc là mình cần xem rằng là mình đang mất một cái nhẫn vàng đi, thì mình hỏi rằng là ai là người trộm cái nhẫn vàng của mình, thì ai đó chính là cái vật hoặc là cái người mà mình muốn xem, đó chính là dùng thân. Ví dụ như hào phù màu, nếu hỏi về cha mẹ thì hào phù màu là dùng thân. Phàm những người mà đồng vai với cha mẹ như cô dì chú bác, thầy giáo, hoặc là cha mẹ nuôi, hoặc là chủ, hoặc là cấp trên, thì đều lấy hào phù màu làm dùng thân. Đoán về ruộng đất, áo hồ, tường, nhà ở, phòng lớn, thanh trì, thuyền xe, quần áo, đồ đi mưa, giày dồ, vải vóc, văn chương, thư quán, văn tấu, văn khế, trời đất, vân vân, thì đều lấy hào phù màu làm dùng thân. Điều này có nghĩa là ví dụ như mình muốn hỏi rằng là hôm nay sức khỏe của ba mình hay là bố của mình có tốt hay không, thì mình lấy hào phù màu làm dùng thân. Thì mình xem từ hào phù màu được vườn suy hay như thế nào, hay là có được các cái ngày tháng hào đồng hay là hào biến phò trợ hay không, vân vân, thì mình sẽ biết được là cái tình hình sức khỏe của bố hay là ba của mình như thế nào. Hoặc là mình hỏi về ví dụ như là cái thuyền mà mình sắp đi, tức là ví dụ như mình có một mình chuẩn bị đi qua một con sông, đúng không? Mình muốn hỏi là cái thuyền mà mình đi đó sẽ như thế nào, thì mình cũng đều lấy cái hào phù màu, mình xem cái hào phù màu đó như thế nào, tức là hào phù màu đó tốt hay là hào phù màu đó không tốt, thì mình có thể luận đoán được. Hào quan quỷ, phàm những việc đoán liên quan đến công danh, cầu quan, quan phủ, quan trường, việc quan, hay là quỷ thần, hoặc là nữ đoán hôn nhân, hay là dự đoán về chồng, thì đều lấy hào quan quỷ làm dùng thần. Đoán loạn thần, đào tặc, tái hòa, nghi ngờ, bệnh tật, sát người, cùng lấy hào quan quỷ làm dùng thần. Tức là ví dụ như mình đang muốn câu cái công danh, ví dụ như mình có được lên chức hay không, thì mình phải xem hào quan quỷ tốt hay là hào quan quỷ không tốt. Đó. Hoặc là mình muốn xem bệnh tật, thì mình cũng lấy hào quan quỷ và hào thế để mình xem thử cái bệnh tật của mình là như thế nào. Tiếp theo là hào huynh đệ, hỏi về anh chị em ruột, anh chị em họ, kết nghĩa, bạn bè tri giao, em chồng, thì đều lấy hào huynh đệ làm dùng thần. Đối với anh em cô dì, anh em vợ thì thường dùng hào ứng, không dùng hào huynh đệ. Một cái này mọi người lưu ý nha, rất là nhiều người sai trong cái này nha. Ví dụ như anh em họ này, ruột này, anh em họ này, anh em kết nghĩa này, bạn bè tri giao này, em chồng thì đều lấy hào huynh đệ. Còn đối với anh em của cô dì, anh em vợ thì lại là dùng hào ứng, không phải là hào huynh đệ. Mọi người lưu ý cái này nha, cái này là một cái rất là dễ sai sót. Như vậy ví dụ như mình muốn hỏi là người anh của mình hay là người em của mình tình hình như thế nào, thì mình có thể xem cái hào huynh đệ đó vượng suy hay là tốt hay xấu như thế nào đó, thì mình cũng sẽ biết được. Tiếp tục là hào thế tài,
Những việc về vợ, chị dâu, em dâu, đệ tử gái đều lấy hào thế tài làm dụng thần. Nói chung là những người mà mình sai khiến nhưng không phải là tự tôn. Đoạn vật tài, châu báu, kho quỷ, tiền bạc, lương thực, hàng hóa cùng những vật khí huyết, vật dùng linh tinh thì đều lấy hào tài là thế tài làm dụng thần. Rồi, hào tự tôn. Đồng hàng với con, cháu mình hoặc môn đồ thì đều gọi là tự tôn. Ví dụ như là con rể, cháu trai bên ngoài, đồ đề, y thần, y dược, trung thần lương tướng, binh tốt, tăng đạo, lục súc, cầm thú thì đều lấy hào tử tôn làm dụng thần. Hào tử tôn là thần phúc đức, việc gì gặp cùng tốt, duy chỉ có cầu quan hoặc là nữ đoạn hôn nhân thì là bất lợi. Bởi vì sao? Bởi vì tử tôn thì sẽ khắc quán quỷ. Trong cái vòng mà lục thân sinh hợp tướng sinh tướng khắc, mọi người quay lại thì mọi người sẽ thấy rằng là tử tôn là khắc quan quỷ. Do đó nếu như mà tử tôn trì thuế hoặc là tử tôn đồng mà mình cầu quan thì sẽ việc cầu quan đó sẽ bị xấu. Hoặc là nữ đoạn hôn nhân mà tử tôn trì thế thì quan quỷ cũng chính là người chồng. Vì vậy nếu như mà tử người nữ mà đoạn hôn nhân mà tử tôn trì thế thì sẽ khắc chồng. Do đó là đoạn về hôn nhân đối với nữ mà tử tôn trì thế hoặc là tử tôn đồng thì sẽ là xấu. Trong trường hợp quẻ có hai dụng thần xuất hiện thì sẽ bỏ hưu tù dùng vượng tướng, bỏ hào tình dùng hào đồng, bỏ nguyệt phá dùng không phá, bỏ tuần không dùng bất không, bỏ phá thương dùng không thương. Thì cái này là trong trường hợp này khi mà quẻ có hai dụng thần, ví dụ như chúng ta hỏi về mẹ của chúng ta mà chúng ta thể xuất hiện hai hào phù màu trong quẻ, trong cái quẻ chính nhá, thì chúng ta gọi là hai dụng thần. Hoặc là chúng ta hỏi về tiền bạc mà xuất hiện hai cái hào thế tài trong cái quẻ chính thì đó được gọi là hai dụng thần. Thì trong trường hợp này hai dụng thần thì chúng ta trong cái phân lý thuyết này chúng ta nói rất là rõ là bỏ hữu tù dùng vượng tướng, bỏ hào tình dùng hào đồng, bỏ nguyệt phá dùng không phá, bỏ tuần không dùng bất không, bỏ phá thương dùng không thương. Về mặt lý thuyết là vậy, nhưng mà thực tế khi mà mình vận dụng vào thì sẽ có một đôi chỗ nó có sự khác biệt. Thì từ từ vào các cái phần ví dụ thì mình sẽ chỉ rõ hơn cho mọi người về cái vấn đề này, cũng như các cái khái niệm, các cái thuật ngữ trong này nó cũng sẽ tương đối mới đối với những người mà chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc với dịch. Ví dụ hữu tu, vượng tướng, hao tình, nguyệt phá, không phá, tuần không, phá thương, vân vân. Thì các bạn có thể yên tâm, từ từ những cái khái niệm này trong quá trình học từ từ mình sẽ hướng dẫn hết cho tất cả các bạn.